Rồi cô nghe. Tôi Cô nghe. À, tụi con đã thấy màn hình trên bảng chưa? cô không có mở mic kìa cô ơi. Con bị mất. À, tụi con đã thấy màn hình trên bảng chưa? Thấy cô bị mất tập, cô mất bài luôn rồi. Thịnh phải không Thịnh? Dạ, con bị mất tập, mất hết bài luôn. Vậy giờ con có đem có tập đó không để viết bài ngày hôm nay? Con có tập mới rồi cô. Rồi. Today I'm gonna show you how to ask about when's your birthday and how to ask about what is or what's the date is today. Hôm nay thì tụi con sẽ học xem bài tiếp theo. When's your birthday? Ở bài này thì cô sẽ hướng dẫn cho tụi con cách để nói ngày trong tiếng Anh ha. Cũng như là cô sẽ ôn lại cho tụi con các cái giới từ đi chung với những cái từ chỉ ngày, tháng, năm, mùa. Now, look, listen, and repeat. Page 24. Tụi con có nghe nghe gì không? Tụi con có nghe bài đọc không? Dung. Dung. Dung, Nghe. con có nghe băng đọc không Dung? Con nghe. Unit 4. Ủa, cái băng. When's your Ủa, birthday? cái băng là gì cơ? Lesson 1. Activity 1. Look, Con listen, nghe cô nói and là cái repeat. gì ta? A. Good morning, class. Good morning. Dung, con chỉ nghe tiếng cô nói thôi chứ con không có nghe bài đọc hả Dung? Dạ đúng rồi. Cô ơi cô. Ủa, cô nghe không vậy? Page 24, Unit 4. When's your birthday? Lesson 1. Rồi, tụi con đã nghe chưa? Lộc. Dạ.
con nghe bài đọc chưa? Để chưa. Con chưa nghe gì hết. Activity 1. Nghe cái tiếng cô Look, mà. Listen and repeat. Rồi con nghe chưa? A. Good morning, class. Đừng mở lớn thôi. Con nghe tiếng cô nói cũng lớn mà không hiểu sao không nghe cái bài. Cô ơi. Rồi cô nghe. Con thấy ở giữa cái màn hình này nè. À, nó ghi là bạn không thể bật bản trình bày của người khác á cô. Cô bật cái tiếng âm thanh lên nó coi. Rồi để cô Page 24, Unit 4. When's your birthday? Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. Tụi con đã nghe chưa? Good morning, class. Good morning. Con không nghe gì luôn á cô. Ủa sao con vẫn không thấy cái tiếng âm thanh của cái bài á, nó vang lên luôn. Cô thấy cái nào mà nó có chữ bản trình bày gì? Tiếng của bản trình bày hay gì vậy? Rồi, bài này tụi con sẽ look and repeat. Yung and me. Me is the teacher. Me. My ơi, con mở cái mic của con lên chưa My? Rồi con nghe đó, con đọc lại đi. Repeat. Good morning, Miss Huyền. We fine. Thank
you. Is it the fries? Is the 1st of October? It's the 1st of October. Ủa con nói hai câu còn lại luôn hả cô? Right. No, it isn't. It is the 2nd of October. Oh, sorry. Right. You repeat. We're five. We're five. Right. Đây là cách viết tắt của we are. We are, tụi con đọc nhanh. Khi viết tắt như vậy thì tụi con sẽ đọc là we're five. We are five. Đọc nhanh tụi con sẽ đọc là we're five. Good morning, class. Good morning, Miss Hing. How are you? We're five. Thank you. What is the date today, ma'am? It's the 1st of October. No, it isn't. It's the 2nd of October. Oh, sorry. Thì qua bài đọc này, tụi con sẽ nhắc lại cho cô là trước những cái tháng ở trong năm. Thì ở tiết trước, tụi con đã học những cái tháng ở trong năm rồi. Hiện giờ cô nhờ một bạn nhắc lại cho cô những cái tháng ở trong năm. Thầy Lộc. Dạ cô. Nhắc lại cho cô các tháng trong năm. Say them. Say them in English. Say. Say them in English. Từ cô ơi. Cô ơi, con chưa ghi tập để ghi nhớ nữa cô ơi. Mi, con nhắc lại cho cô các tháng ở trong năm Mi. Chữ thì có chữ S kia cô quên rồi con. Tháng 1 hả? Rồi, Thịnh, Quân, tụi con sẽ ghi bài vào ha. Thịnh Quân, tụi con sẽ ghi bài vào. Unit 4, when's your birthday? Viết gì cô? Nãy không nghe cô. Tụi con sẽ viết bài vào ha. Unit 4, when's your birthday? Con có viết luôn không cô?
Tụi con sẽ bổ sung vào. Hôm trước tụi con có viết rồi đúng không? Nay cô sẽ hỏi lại. Mi nhắc lại cho cô, trước thứ con sẽ sử dụng giới từ là gì Mi? Trước thứ tụi con sẽ sử dụng giới từ là on. Rồi Mi nhắc lại cho cô các cái thứ trong tuần bằng tiếng Anh. Con gọi hết nãy giờ mà không có ai nghe hết trơn á cô. Cô nghe, giờ cô nghe tiếng con rõ rồi đó. Cô bây giờ em nói hết rồi, chị hãy bật mic lên mà con bật rồi mà không nói được. Giờ là con nói rõ hơn lúc nãy rồi đó. Rồi con nhắc lại cho cô các cái thứ trong tuần bằng tiếng Anh. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Right. Rồi cô nhắc lại, on tụi con sẽ cộng với các thứ trong tuần. Ở đây là Monday. Đây là cách viết tắt của Monday. Tuesday. Tương tự đây cũng là cách viết tắt. Cô nhắc lại cách viết tắt đó là tụi con sẽ thêm dấu chấm ở phía sau từ viết tắt. Và lưu ý cho cô khi viết các cái thứ trong tuần, các cái tháng trong năm thì tụi con phải viết hoa chữ cái ở đầu. Lưu ý cho cô là khi viết thứ, viết tháng thì tụi con phải viết hoa chữ cái ở đầu. Và lưu ý cho cô cách viết tắt. Cách viết tắt này thường sử dụng trong các cái bảng biểu. Nghĩa là khi tụi con lập một cái thời khóa biểu. Cô lấy ví dụ như khi tụi con lập một cái thời khóa biểu. Thì tụi con ghi thứ là mừng. Tụi con có thể ghi tắt bằng cách này. Bởi vì trong bảng biểu thì tụi con cần ghi thông tin một cách ngắn gọn. Cho nên tụi con sẽ sử dụng những cái chữ viết tắt này chủ yếu là trong các cái bảng biểu. Còn trong các bài tập về nhà khi nộp cho cô thì tụi con lưu ý là tụi con sẽ viết đầy đủ. Dung nhắc lại cho cô in sử dụng khi nào Dung? Dạ cô in sử dụng khi buổi sáng, buổi chiều. Say it in English. In được dùng chung với in the morning, in the afternoon, in the evening, in January, in January, in January. In January. Right, January. In February. In February. In February. Right. In March. In April. In May. Repeat. In April. Go. April. Right. In May. Go. In May. In May. In June. In July. In July. In July. In August. In September. In October. In November. In December. In December. Right. Thank you. Thịnh để con con có nhiều thịnh. Con hỏi cô là viết cái đề xong con có viết cái dưới đây không cô? Con viết tựa bài Unit 4, When's Your Birthday? Dạ. Sau đó con sẽ kẻ bảng vào. Ủa cô, nếu như mà những
bây giờ là có những bạn không có viết là mình chỉ cần thêm vô thôi đúng không cô? Những bạn mà như là những bạn hôm trước có viết phần này rồi á thì tụi con sẽ ôn lại. Mà chỉ cần viết thêm mấy cái từ này thôi ha cô. Right, tụi con bổ sung vào những cái gì còn thiếu. Cô ăn chụp hình lại được không cô? Không được. Cô nhắc cả lớp ha. À, cái nguyên tắc của lớp mình á là tụi con khi học cô thì tụi con sẽ chụp bài. Tại vì á em viết thêm tập mới được không? Tại vì em hai tập luôn rồi. Rồi cô nhắc lại quy tắc của lớp mình ha, là phần lý thuyết tụi con sẽ phải chép bài vào. Cô sẽ không gửi phần này lên group, cô chỉ gửi phần bài tập. Khi tới tiết bài tập, tụi con ôn lại cái phần lý thuyết và tụi con làm bài tập, thì phần bài tập cô sẽ gửi cho lớp. Còn về phần bài học thì tụi con phải ghi vào tập và cô có thể kiểm tra đột xuất bất kỳ bạn nào ha. Nghĩa là đang lúc học vậy nè, cô sẽ bạn đó sẽ mở cam lên và cô sẽ kiểm tra tập của bạn đó đột xuất, cho nên tụi con phải viết bài vào. Và những cái phần bài tụi con viết á thì tới tiết bài tập tụi con ôn lại. Sau đó cô sẽ cho tụi con làm bài tập. Làm. Làm. Cô chỉnh lại nghe cho em xem đi cô ơi. Cô cho con biết cái đoạn đầu cô, cái đoạn gì bờ re gì cô, preposition giới từ, preposition những cái từ này tụi con gọi là giới từ trong tiếng Anh. Thì giới từ on đặt trước thứ, tụi con nói vào thứ mấy thì tụi con sẽ nói là on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Còn đối với các buổi trong ngày thì tụi con sử dụng giới từ là in, vào buổi sáng, in the morning, in the afternoon, in the evening. Về trước, tháng, trong năm, tụi con sẽ sử dụng giới từ là in. For example, in January, vào tháng 1, in January. Lam, tell me, tháng 2 in English, Lam. Lam, tell me, tháng 2 in English. Lam, con nghe cô nói không Lam?
Làm, con nghe cô nói không làm? Rồi con sẽ đọc từ tháng 2 cho cô, là tháng 2 trong tiếng Anh. Làm. Con nghe cô nói không làm? Me, tell me tháng 2 in English. February. Tháng 3. In March, right. Ở đây tụi con chú ý cho cô anh chờ ha. In March. Tụi con sẽ hơi miệng sẽ hơi chu lại. March. In March. Tháng 4. Tháng 4, May. April. April. Ô cô, nghe tiếng của cô như là có cái gió ngược lại kìa cô. Tháng 6, mì. Mì tháng 6. Mê bạn đâu bạn biết cơ. Con nghe tiếng cô nói rõ không? Mì. Sau lớp mình cô thấy có Dung mà nói cô nghe rõ nè. Lộc Thịnh cũng nói cô nghe rõ nè. Quân. Con nghe cô nói rõ không Quân? Dạ rõ. Lam. Lộc tháng 6. Lộc tháng 6. In June. In June. June. Right. Tháng chào con xin. Tháng 7, in July. In July. Tháng 8, in August. In August. Tháng 9, in September. In September.
của cô. September thôi đúng cô. September. Tụi con lưu ý cho cô dấu nhấn nha. September, dấu vần 2, dấu sắc rơi vào vần 2, September. Hay August, dấu nhấn sẽ rơi vào vần thứ nhất, August. In October, October. Tụi con lưu ý cho cô dấu nhấn rơi vào vần 2, October. In November, November. Tụi con thấy dấu nhấn cũng rơi vào vần 2, November. December, December. Dấu nhấn cũng rơi vào vần 2, December. Lọc repeat. Dạ cô. Repeat the months of the year. Là nãy giờ cô nói đúng không cô? Right, repeat. June. Tháng 1. Tháng 1 là gì Lọc? Tháng 1 nãy nó chưa đi kịp coi. Tháng 4 vậy thì con đi kịp, còn tháng 5 con chưa đi kịp, còn tháng 6 con đi kịp tới tháng December. December. Repeat. Repeat. Tháng 6. In June. Right. In June. In June. Continue. July. In July. July. August. Right. In August. In August. Khi học bài á, tụi con lưu ý cho cô là học luôn giới từ. Giới từ đi với tháng là in. Bởi vì phần này á, khi mà kiểm tra, khi mà trong các cái bài kiểm tra thì sẽ cho tụi con nhận là in cộng với tháng trong năm, hoặc là on cộng với thứ trong tuần. Thì tụi con phải học mình phải nhận dạng được đây là tháng và đây là tháng mấy, và tụi con phải sử dụng giới từ cùng với nó là gì. Nên khi học á, thì tụi con học cho cô luôn là in January, in February, in March, in April, in May, in June, in July. Lọc continue. September. Right. October. In October. Great.
Rồi November. Right, in November. December. Good, in December. In tháng 1. Lộc. Dạ cô. Tháng 1. Tháng 1 là January. January. Rồi. February. Right. In February. In February. In March. March. Tụi con lưu ý cho cô là âm chờ ở cuối nữa ha. Âm chờ tụi con sẽ đọc ra. March. In March. Right. In âm này con đọc là gì? Chữ này con đọc là gì? Lộc. A, right. April. Right. April. Continue. Tới số 6. 6 là tháng năm là May. Right, in May. Và đối với các mùa trong năm thì tụi con cũng sử dụng giới từ là in. Season là mùa trong năm thì tụi con sử dụng giới từ in ở phía trước. Dung. Dạ cô. Tell me four seasons in a year. Ủa là sao cô? Tell me four seasons in a year. Con nói cho cô bốn mùa trong năm gồm có. Dạ thưa cô là spring, right. Xuân, summer, hạ, autumn, thu, winter, đông. Good. Và mùa thu thì tụi con còn một từ nữa là fall. Tụi con có thể sử dụng fall để chỉ mùa thu. Fall or autumn. Fall. In four or in autumn. Và tụi con còn sử dụng giới từ là in khi theo sau là một năm. For example, in 2000, vào năm 2000. In 2000. In 1995, vào năm 1995, thì tụi con sẽ sử dụng giới từ là in phía trước năm.
nè. Rồi Quân, con nhắc lại cho cô, trước thứ con sử dụng giới từ là gì Quân? Trước thứ con sử dụng giới từ là on. Right. Rồi, con nói cho cô các thứ ở trong tuần bằng tiếng Anh. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Quân, repeat. Wednesday, Wednesday. Wednesday. Right, Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Right, Thursday. Thursday. Rồi, đối với các cái buổi ở trong ngày thì con sẽ sử dụng giới từ là gì? In. Right. Đọc mấy cái buổi đi. In the morning, in the afternoon, in the evening. Quân, repeat. In the evening. In the evening. Right. In the evening. Và con còn sử dụng giới từ là in với gì nữa? The. Với tháng thì con sử dụng giới từ là gì Quân? In, right. Tell me 12 months in a year. Rồi, con liệt kê cho cô 12 tháng ở trong năm. In January. In January. In January. Right. In February. In February. Right. In March. Right. In April. In April. Right. Is May. In June. Repeat. In June. In June. Right. In August. In July. In July. Right. In August. Right. In September. In October. In October. Right. In November. Right. In the in December. Repeat. In December. In December. Right. Rồi, trước các cái mùa trong năm, con sẽ sử dụng giới từ là gì đây Quân? In, right. Tell me 4 seasons in a year. In spring. Right. In summer.
In summer. Right. In fall. Right. In autumn. Right. In fall or in autumn. In autumn. In winter. Right. In winter. In winter, what does it mean? Wen, what does it mean? More. In winter. More. It is cold in winter. It is cold. It is cold in winter. It is cold in winter. Right. Thời tiết thì lạnh vào mùa đông. Cold. It is cold in winter. Trước năm con sẽ sử dụng giới từ là gì Quân? In. Right. In. Đối với giới từ at, tụi con sẽ sử dụng với at night. Vậy thì tụi con lưu ý là đối với các cái buổi ở trong ngày, trừ buổi tối, trừ buổi này là vào và ban đêm đó, khoảng 9-10 giờ tối. Buổi này là buổi cũng là khá là khuya ha, và ban đêm thì tụi con sử dụng giới từ là at night. Lưu ý cho cô ha, đối với các cái buổi trong ngày như buổi sáng, buổi trưa, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thì tụi con sử dụng là giới từ in. Nhưng mà đối với buổi đêm và ban đêm thì tụi con sử dụng là at night. Và at night ở đây là khoảng từ 9-10 giờ tối. At midnight, vào nửa đêm. At midnight. Hay tụi con có at noon, vào giữa trưa. At noon. Và giới từ at, tụi con cũng sử dụng với giờ, at 8 o'clock, vào lúc 8 giờ, at 8 o'clock. Và ở đây cô sẽ giúp cho tụi con phân biệt cách ghi giờ vào ban ngày, vào buổi sáng và cách ghi giờ vào buổi chiều. Nếu tụi con muốn nói là 8 giờ sáng thì tụi con sẽ sử dụng AM, at 8 AM. Còn nếu như tụi con nói 8 giờ tối á, thì tụi con sẽ sử dụng là 8 PM. Lưu ý cho cô có những cái dấu chấm ở chỗ này ha. A.M. Thi cũng vậy, thi chấm em chấm. Đây là cái cách viết. Vậy thì AM là chỉ giờ sáng, còn PM là chỉ giờ chiều hoặc là giờ tối.
Đối với giờ thì tụi con luôn sử dụng với từ là at. Phần này tụi con ghi bài vào bởi vì nó có liên quan đến phần bài tập về nhà của tụi con. Một câu ơi. À, cái từ mà am đó đó cô là chỉ về buổi chiều đúng không cô? AM là buổi sáng, PM là buổi chiều. Để đi vô, không biết để đi vô tập. AM là buổi sáng, PM là buổi chiều. Nếu con sử dụng là AM thì là 8 giờ sáng, nhưng khi con sử dụng là PM thì người khác sẽ hiểu đây là 8 giờ tối. Hay là đây cô có 1 a.m. 1 a.m. sẽ là 1 giờ sáng. Nhưng mà 1 p.m. 1 p.m. sẽ là 1 giờ chiều. Have you finished yet? Dung. Dạ cô. Have you finished yet? Sao cô nói em hiểu? Have you finished yet? Finish. Finish. Con viết xong chưa? Have you finished yet? Yes. Yes. Me, have you finished yet? Yes. Yes. Thịnh, have you finished yet? No. Cô nãy giờ con bị gian ra mới viết tới cái đoạn mà mới viết tới à. Câu in thật không bỏ cô mà in hurry up nãy giờ cái gì Thịnh hurry up để cô. Còn chút nữa xong rồi. Còn khoảng 4 hàng nữa cô. Làm tiếp nha cô. Thịnh hurry up. Dạ cô. Rồi con đã hoàn thành bài viết chưa? Con viết xong chưa? Dạ chưa cô. Nãy giờ bị gian ra, nãy giờ mấy phút rồi. Nãy đang viết tới cái từ in the
morning cô tự nhiên bị ăn nha. Thôi các bạn đã viết xong rồi. À, chỉ còn mình con thôi, vậy cô cho con thêm một phút nữa, con tranh thủ viết vào ha. Dạ. Yeah. Lam, have you finished yet? Lam. Đang viết cô. À, tụi con lưu ý cho cô là đối với các cái buổi trong ngày như buổi sáng, buổi trưa, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thì tụi con sử dụng giới từ là in. Tuy nhiên vào ban đêm á, buổi đêm at night thì tụi con sử dụng giới từ là at. Vào nửa đêm tụi con cũng sử dụng giới từ là at midnight, hay là vào giữa trưa at noon tụi con sử dụng giới từ là at. Và giờ thì tụi con luôn sử dụng giới từ là at 8 o'clock. Và giờ và buổi sáng thì tụi con sử dụng am. A.M. Giờ chiều hoặc giờ tối tụi con sử dụng PM. Và nhớ cho cô cách viết sẽ có dấu chấm ha. Dấu chấm, tụi con viết chữ P xong tụi con chấm, sau đó tụi con viết chữ M tụi con chấm. Thì đây là cái cách viết giờ. Have you finished yet, Thịnh? Tám hơn con mới ghi, tám hơn lắc rồi cơ. Xong cô. Rồi ở phần tiếp theo cô sẽ chỉ cho tụi con cách hỏi về cách hỏi. Chân sinh tiểu luôn cô. Yes. Cô sẽ chỉ cho con tụi con cách hỏi về ngày tháng. Ở những bài trước thì tụi con đã được học về cách hỏi về thứ. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay thì cô sẽ chỉ cho tụi con cách hỏi về ngày tháng. Vậy thì trước khi học cách hỏi về ngày tháng thì cô nhờ một bạn nhắc lại cho cô cách hỏi về thứ ở trong tuần. Ví dụ cô muốn hỏi hôm nay là thứ mấy thì cô sẽ hỏi như thế nào? Mi, con nhắc lại cho cô Mi. Cô
day is it today? Right. What day is it today? Yung, answer. What day is it today? Để em lắng nghe nè. It is... It's a... It is... What day is it today? The... What day is it today? It's either... What day is it today? When the second it is when the second it is Wednesday of October. It is Wednesday. Khi bạn hỏi con là what day is it today thì con chỉ cần trả lời là it is Wednesday. Bạn chỉ cần biết hôm nay là thứ mấy. Thì khi tụi con sử dụng chữ day này thì người hỏi muốn hỏi về thứ ở trong tuần. What day is it today? It is Wednesday. Còn khi trong câu hỏi tụi con sử dụng date. Hai chữ này cách đọc khá là giống nhau. Nhưng mà tụi con chú ý cho cô, phụ âm cuối là T, tụi con sẽ bật ra date. Và day này là thứ ở trong tuần. Còn date này là là ngày, tháng. Khi dùng date thì tụi con hiểu là đang hỏi về ngày, tháng. What is the date is today? Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy? Con viết cái này vô không cô? Rồi, phần này là bài học của tụi con nên tụi con viết bài rồi ha. Có kẻ không không cô? Có, con tụi con sẽ kẻ khung giống như cô kẻ khung ha. Ủa cô ơi, có ghi what is the day is today không cô? Con ghi vào what is the date is today. Tụi con có thể ghi chú bằng tiếng Việt. Câu này có nghĩa là hôm nay là ngày mấy, tháng mấy. Lưu ý cho cô chữ day này ha. Date. Chữ day này là dùng để hỏi về ngày và tháng. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy. Lưu ý cho cô với chữ day ở đây. Ở đây tụi con thấy có chữ day. Day này là hỏi về thứ trong tuần. Cho nên khi đọc câu hỏi thì đọc kỹ cho cô là câu hỏi đang sử dụng là day hay là date. Và cách để phân biệt là tụi con thấy khi đặt câu hỏi thì trước date sẽ có mạo từ the. What is the date is today? Còn khi hỏi day thì tụi con thấy sẽ không có mạo từ the. What day is it today? What is the date is today? Chính vì có mạo từ the ở đây cũng là cách để tụi con phân biệt khi mà nghe đó,
khi mà nghe thì tụi con nghe xem có mạo từ the hay không. Nếu có mạo từ the cộng với date thì câu đó đang hỏi về ngày tháng. Thì khi trả lời tụi con sẽ sử dụng cấu trúc là it is on the. Tụi con thấy mạo từ the ở đây. It is on the 29th of September. Thì tụi con chú ý cho cô là có mạo từ the. The sẽ đi chung với of. It is on the 29th of September. Hôm nay là ngày 20. Hôm nay là ngày 20. 29 tháng. Tháng 9. Sorry, hôm nay là ngày 22 tháng 9. Second. It is on. The 22nd of September. Hôm nay là ngày 22 tháng 9. Còn khi tụi con hỏi về ngày sinh, tụi con sẽ sử dụng từ để hỏi là when, có nghĩa là khi nào. When is your birthday? It is on the 29th of September. It is on. Tụi con thấy có khác nhau ở đây, đó là có giới từ on, có nghĩa là vào, vào ngày 20, 29 tháng 9. Còn khi hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy thì tụi con chỉ trả lời it is cộng với ngày tháng. It is the 22nd of September. 22nd ở đây là ngày 22 của tháng 9. The 22nd of September, ngày 22 của tháng 9. Cô nói cô cái giữa chừng ấy, cái có cái tiếng gì mà xẹt xẹt đó cô. Nhưng mà cô nói con nghe rõ không? Dạ cũng rõ mà cũng có tiếng xẹt xẹt xẹt. Rồi khi tụi con sử dụng giới từ là on, mang nghĩa là vào, vào ngày nào đó, vào ngày nào, tháng nào. Thì tụi con lưu ý khi mà có ngày á, thì tụi con sẽ sử dụng giới từ là on. Lúc nãy tụi con học trước tháng, tụi con sẽ sử dụng giới từ là in. Nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt. Nếu như có ngày ở trong đó, ngày mà đi với tháng thì tụi con sẽ phải sử dụng với từ on. Tụi con lưu ý cho cô trường hợp đặc biệt này ha. Nếu như chỉ có tháng thôi thì tụi con sẽ sử dụng với từ là in như lúc nãy cô chỉ. Nhưng khi có ngày ở trong đó nữa, nhớ cho cô là khi nào tụi con thấy có ngày thì tụi con phải chọn là on, với từ là on. Vào ngày mấy tháng mấy. Và tại sao ở trên đây ở dưới đây có on, có on nhưng mà ở trên đây lại không có on, là bởi vì ở đây tụi con đang nói về cái sự kiện gì đó xảy ra vào lúc nào. Thì đây là your birthday. When is your birthday? Sinh nhật của bạn. Thì đây là một sự kiện. Cái sự kiện này xảy ra khi nào? Thì khi trả lời, tụi con sẽ trả lời cái sự kiện đó thì xảy ra vào ngày mấy, tháng mấy. Còn ở phía trên đây, chỉ đơn giản là câu hỏi hôm nay là thứ mấy, hôm nay là ngày mấy, tháng mấy. Thì tụi con chỉ cần trả lời it is the cộng với ngày of cộng với tháng. Hôm nay là ngày mấy, thứ mấy. Không cần phải có giới từ on. Nhưng khi một cái sự kiện gì đó, nhưng khi hỏi về một cái sự kiện
Cô ví dụ ở đây là your birthday là sinh nhật của bạn diễn ra khi nào, thì tụi con phải sử dụng giới từ ở đây, nghĩa là sinh nhật diễn ra vào ngày 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 nào, tháng nào. Và lưu ý cho cô là khi có ngày thì tụi con sẽ sử dụng giới từ là on. Lưu ý cho cô ha. Ngày này là ngày 20, 29 thì tụi con sử dụng giới từ on, bởi vì có ngày, ngày cộng với tháng. Thì lưu ý cho cô là sử dụng giới từ on. Còn nếu như chỉ có tháng thôi thì tụi con sử dụng giới từ in. Lưu ý cho cô chỗ này ha. À, giờ cô sẽ chỉ cho tụi con cách mà để cái quy tắc viết những cái số ở đây, viết ngày trong tiếng Anh. Thì hôm trước có Dung có viết sai cái ngày á, sai cái ký hiệu ở trên cái số á. Thì bài này cô sẽ chỉ cho con ha. À, tụi con có ngày 1 sẽ là, tụi con sẽ có cái ký hiệu ở phía trên á là ST. Ghi vô luôn đúng không cô? The first, tụi con sẽ thay thế vào đây ha. Nếu như là ngày 1 thì tụi con sẽ thay thế vào, thay thế ngay chỗ này vào là first. It is the first of cộng với tháng. Và chữ ST ở góc trên này chính là chữ ST nằm ở cuối. Rồi tụi con thấy ST, chữ first thì ở tận cùng là ST. Tụi con sẽ đem ST đó lên phía trên. Nếu như là ngày 2 thì tụi con sẽ có là ND. Tụi con sẽ đưa chữ ND lên phía trên. Second. Khi tụi con muốn nói ngày 2 thì tụi con sẽ thay thế vào đây. It's the second of cộng với tháng mà tụi con muốn nói. Ngày mấy, tháng mấy. Tụi con sẽ có ngày 3. Third. It is the third of ngày 3 tháng 9. Tụi con sẽ có ngày 4 là fourth. TH fourth. The 4th of September, ngày 4 tháng 9. Tụi con có ngày 5 là 5th. The 5th of September, ngày 5 tháng 9. Vậy là tụi con thấy từ 4 trở đi là bắt đầu sử dụng TH rồi đúng không? TH. Từ 4 cho đi là tụi con bắt đầu sử dụng TH. Tụi con sẽ kéo từ 6. Tụi con chỉ việc thêm TH vào ở phía sau số 6. Thì ở đây cô đang chỉ cho tụi con cách viết số thứ tự ha. Còn tụi con học số đếm, đó là 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì đó là những số đếm. Còn khi tụi con thêm những cái như là ST nè, tụi con sử dụng first, second, third, hay là tụi con thêm TH vào phía sau số đếm. Ở đây là 4 nè. Ở đây là 6. Thì đây là số thứ tự.
Vậy tương tự khi cô muốn nói hôm nay là ngày ngày 7 tháng 9 thì cô sẽ nói như thế nào? Dùng. Dung. Dạ cô. Ngày 7 tháng 9. Con lấy số đếm. Số đếm số 7 là gì? 6 là số 6. Số 7 là 7. Con thêm TX vào. 7, 7, âm TH này tụi con sẽ đọc là, âm này đọc bằng cách tụi con sẽ đặt cái lưỡi á, giữa giữa cái hàm răng trên và hàm răng dưới. Tụi con sẽ nghe một tiếng xì ha. Đặt cái lưỡi, đặt cái lưỡi. Cô đọc cái đó mà xì luôn á cô. 7, 7. Tụi con đặt cái lưỡi giữa giữa hàm trên và hàm dưới á. Rồi tụi con xì ra ha. 7. Rồi Dung con làm tiếp cho cô tới ngày 10 Dung. Dạ yeah, cô làm 10. Rồi tới 8 là gì? Ngày 8 nè. Dạ A. Right. Eighth. Dạ này. Ten. Right. Rồi, ngày 11. Ngày 11 tới ngày 15. Mi. Ngày 11 đến ngày 15. Me. Cô chờ con chút một cô. Right, 11. Ngày 12. Ngày 12. Tail. Right. Tail. Ngày 13. The 13th. The 13th. Ngày 14. Ngày 14. Right. 14th.
Ngày 15. Fighting. Ngày 15. Fighting wrong. Ở đây con có thấy là cái gì? Fifth. Fifteenth. Sử dụng fifth, fifteenth. Con mới vô rồi. Nãy con bị em con tắt suốt đau luôn cười. Rồi viết bài vô nha Lộc. Fifteenth. Rồi, từ ngày 16 đến ngày 20, quân. Ngày 16. Ngày 16 con có số 16 là gì Quân? Right, 16. The 16th. Ngày 17. Seventeen. Right. Seven. Seventeen. Eighteen. Eighteen. Nineteen. Right. Nineteenth. 20, con có số 20 là gì Quân? Hai mươi. Twenty. 20. Tụi con lưu ý ha, chuyển y dài thành y ngắn, thêm e vào và thêm th. 20. Ngày 20. Right. Ngày 21. Thịnh, ngày 21, Thịnh. Thịnh. Rồi, cô sẽ chỉ cho tụi con cách nói ngày 21 ha. Ngày 21 tụi con sẽ viết số 20, 20. 20 là 20. Tụi con gạch một gạch, sau đó tụi con sẽ thêm first vào. 20 first. The 20 first. À, vậy thì ngày 22, Thịnh. Nói cho cô ngày 22 là gì Thịnh? Thịnh. Ngày 22 tương tự tụi con sẽ có là 22nd.
22nd. Ngày 23 tụi con cũng sẽ ghép giữa số 20 là 20 cộng với third. Vậy thì ngày 23 sẽ là gì Dung? Dung. Dung con nói cho cô nghe. Dạ, yeah, 20. Yeah. 23rd. Right. Ngày 24. Dạ, yeah, ok, 24. Right. 24th. Và tương tự tụi con sẽ có ngày 25 là 25th. Và ngày 30. Ngày 30 sẽ là ngày 30 là gì đây Dung? Dạ con là 30. 30. The 30th of cộng với tháng. Vậy thì tụi con lưu ý cho cô á, cách để mà tụi con viết số thứ tự. Đó là first là số thứ tự thứ nhất. The second, số thứ tự thứ hai. Third, cô ơi. Thứ ba. Fourth, thứ tư. Fourteen nhất cô. Em viết không đủ cô ơi. Fourteen. Mà dưới em. Em kể cái gì ta, cái ô dưới này rồi thì tụi con có thể viết sao mà tụi con dễ hiểu. Tụi con có thể, nếu mà viết không đủ thì có thể kẻ cái ô ở dưới viết thêm. Rồi từ số 4 trở đi thì tụi con thấy là phía sau tụi con sẽ thêm th vào. Chỉ có số 5, chỉ có ngày 5 là tụi con phải chuyển thành fifth. Và bắt đầu từ số 6 trở đi là tụi con cứ viết số đếm là 6 nè, 7 hay là 8, và tụi con thêm th vào. Hay là 9, cũng là số 9. Tụi con viết số đếm là số 9 và sau đó tụi con thêm th vào. Và lưu ý cho cô 9 ở đây là không có chữ e ha, không có chữ y á. 9. Thay vì số 9 tụi con viết vậy. Nhưng mà khi trở thành số thứ tự thì tụi con sẽ không có y. Knife. Lưu ý cho cô số này ha. 10. Tụi con cũng viết số đếm là số 10 là 10, sau đó thêm th vào. Hay là 11 cũng vậy, tụi con viết số 11 là 11, sau đó thêm th. Tail cũng vậy, nhưng lưu ý cho cô tail ha. Nè, tụi con thấy cách viết nó hơi khác luôn, tail. Rồi, 13. Tụi con cũng viết số 13 và thêm th vào. 14. Ngày 14 cũng vậy, viết số 14 thêm th. 15. Số 15 là 15 thì tụi con viết số 15 và thêm th.
And then 16, 17, 18, 19, 20. Đối với 20 thì lưu ý cho cô là phải chuyển y dài thành y ngắn. Và thêm th. Bắt đầu từ ngày 21 trở đi là tụi con sẽ viết số 20 xong gạch nối cộng với cột đầu tiên. Nếu là 21 thì sẽ cộng với first. 22 sẽ cộng với second. 23, 23rd. 24, 24th. 25, 25th. 26, 26. 27, 27th. Và 30 là 30th. Đừng bấm nữa, đừng bấm nữa. Thôi. Bấm nữa. Cậu. Rồi cô nghe. À, cái thứ mà giờ con ghi không đủ, cái gì giờ con ghi kia. Hỏi ghi số được không cô? Con ghi chữ thôi được không cô? Rồi nhưng mà con phải hiểu đó là những cái chữ ở trên này nè, những cái số này nè, thì con sẽ ghi cái ký hiệu là những cái chữ ở phía cuối này. Nếu con hiểu thì con khỏi ghi. Vậy tụi con ghi bài và hai tiết sau cô sẽ cho thực hành phần này và nghe. Nghe để ôn, nghe làm bài tập. Và thực hành, practice. Quân, have you finished yet? Quân. Yes. Yes. Tell me. What is the day today? What is the date today? One answer. What is the date today? What is the date today? Right. What is the date today? Hôm nay là ngày mấy? Con trả lời cho cô ngày, tháng. Cô hỏi là the day đúng không? Có mẹo từ the là cô đang hỏi về ngày tháng. What is the day today? It is. This is. It is the. Hôm nay là ngày 22 tháng 9. It is the. Ngày 22. 22nd. Right. Hai của con là second. Nên con phải sử dụng 22nd. It is the 22nd of. Saturday.
of tháng 9 là gì đây Quân? Tháng 9. September. Right. It is the 22nd of September. When is your birthday? When is your birthday? Quân answer. When is your birthday? When is your birthday? Ngày sinh của con là ngày mấy? When is your birthday? Quân. It is on. It is on fourth. On the fourth. Lưu ý cho cô. Fourth. Hồi nào cũng có the và of ha. Huh? The fourth. The fourth of. The fourth of. December. Tháng mấy? December. À, con sinh tháng mấy? Tháng 6. Tháng 6. Tháng 6 là gì? June. June. It June. Is on the 4th of June. It is on the 4th of June. Right. Nhớ cho cô là đối với ngày thì phải có the of. Và nếu có ngày thì phải sử dụng giới từ là on. Còn nếu như không có ngày, chỉ có tháng thôi, thì tụi con sử dụng giới từ in. Have you finished yet, Thịnh? Cô nãy giờ con bị giăng ra, bị đứng mạng cô. Mà nãy giờ con cái mạng con tự nhiên. Mà nãy giờ con hiểu không? Con hiểu cái cách mà để nói ngày không? Bị con thấy màn hình có chữ đang kết nối không à. Giờ con có thấy màn hình không? Nghe tiếng cô. Thấy màn hình cô. Rồi con nãy giờ con viết bài vô xong chưa? Được rồi. Viết tới số, viết tới ngày 30 rồi đúng không? Rồi, ở đây là bài tập về nhà. Ở đây là bài tập về nhà của tụi con. No finish, no finish. Lộc. Lộc con chưa xong hả Lộc? Dạ. Ờ, để cô dặn các bạn bài tập về nhà ha, rồi con sẽ ở lại lớp con chép bài sau ha. Rồi cô dặn bài tập về nhà cho cả lớp. Đây là bài tập về nhà. Tụi con sẽ thấy ở đây là ngày đúng chưa? Ngày. Thì tụi con sẽ nhìn vào ngày này, tụi con ghi ra cho cô bằng tiếng Anh. For example, the 6th of September. Ngày 6 tháng 9. The 6th of September. Hoặc tụi con có thể viết bằng cách là September the 6th. Nhớ cho cô là cái ngày á, luôn có the. Có hai cách viết. Nhưng mà tụi con chỉ viết cho cô cách này thôi. The 6th of September. Và lưu ý cho cô trước ngày á, luôn có the. Bởi vì đây là số thứ tự. Cho nên sẽ luôn có mạo từ the. Khi hỏi cũng vậy á. Khi tụi con nghe the date là tụi con biết
đang hỏi về ngày mấy, tháng mấy. Còn khi nghe day không, what day is it today? Thì tụi con biết là đang hỏi về thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Vậy lưu ý cho cô chỗ đó ha. Lưu ý cho cô mẹo từ giờ này nè. Luôn đi với ngày. Ngày này là ngày 21, 22, 23. Rồi tương tự đó với những ngày này thì tụi con sẽ làm cho cô. Và đối với năm thì tụi con sẽ sử dụng giới từ là gì? Rồi, today's day là ngày. Khi gặp day này thì tụi con biết đang hỏi về ngày tháng. Thì tụi con sẽ ghi cái ngày mà tụi con nộp bài cho cô đó, thì ghi vào cái ngày đó là ngày bao nhiêu. Today's date đang hỏi là ngày tháng của hôm nay, thì tụi con ghi cái ngày mà tụi con làm bài nộp cho cô, ghi vào, ghi ra bằng tiếng Anh cho cô ha, ghi bằng chữ không ghi bằng số nha. Rồi the day next Tuesday, rồi đâu tụi con tính thử xem là ngày tháng của thứ ba tuần sau á là ngày tháng, là ngày tháng mấy. Thứ ba tuần sau nha, next Tuesday. Phần bài tập về nhà này thì cô sẽ gửi lên group. Rồi nếu như tụi con đã hiểu phần bài tập về nhà rồi thì bạn nào viết bài xong thì tụi con có thể tan lớp ha, còn bạn nào chưa viết xong thì ở lại lớp viết bài. Con viết xong rồi. Con nhìn qua cái hàng thứ nhất con viết xong luôn rồi. Cô, cái thứ sáu là cô quên chấm hay gì á cô? À, thứ sáu. Cái này không phải chấm mà là năm á, My. Năm. Năm 1989. Thì con sử dụng giới từ gì? Hồi nãy cô có chỉ rồi đó. Trước năm thì con sử dụng giới từ. Trước năm thì con sử dụng giới từ là in, on hay là at? In, on. Bài tập về nhà nha. Rồi, goodbye everyone, see you later. Bạn nào chưa viết bài thì hô lên, nói cho cô nghe, nói cho cô biết để mà cô nói cho cô biết để mà cô để ở lại lớp viết bài nha. Ô cô năm viết sao cô? Năm đó là con viết cái giới từ ở phía trước. Năm đó đi chung với giới từ là gì? In, on hay là at? Ủa là mình viết số, năm là mình viết số chứ khỏi cần viết chữ nữa cô. Right. Yeah. Goodbye everyone. Goodbye miss. Goodbye miss. Goodbye. Goodbye miss. Goodbye. Goodbye miss. Goodbye. 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 Goodbye.